Á hậu hai Miss World Việt Nam Huỳnh Minh Kiên đang gây chú ý với công chúng qua những chia sẻ chân thật, giàu cảm xúc. Huỳnh Minh Kiên đã bật khóc trong khoảnh khắc được xướng tên ở vị trí Á hậu hai Miss World Việt Nam. Người đẹp 19 tuổi là thí sinh có vẻ đẹp khác lạ nhất trong dàn thí sinh năm nay. Tuy chỉ cao 1m71, song cô có đôi chân dài với số đo 3 vòng là 80, 61, 90 và một phong cách trình diễn hết sức nổi bật. Ở phần thi Người đẹp bản lĩnh, Minh Kiên không giấu hoàn cảnh có mẹ là người giúp việc. Em chưa bao giờ xấu hổ vì mẹ giúp việc. Em không chỉ giới thiệu mẹ làm giúp việc cho các thầy cô mà còn cho phụ huynh của bạn em nữa. Minh Kiên nói và khẳng định chính sự vất vả, chính những cố gắng của mẹ cũng chính là động lực để cô có thể vươn lên không ngừng. Minh Kiên đã tiết lộ hoàn cảnh gia đình khi cha mẹ ly hôn sớm và trong thời gian học cấp 3. Lúc còn làm học sinh thì cô đã phải làm mẫu trang điểm, làm diễn viên cho MV đồ án để kiếm tiền phụ mẹ. Trong phần phỏng vấn top 5, Minh Kiên nhận được một câu hỏi khó về ứng dụng của ChatGPT trong giáo dục. Cô trả lời lưu loát, tự tin và đúng trọng tâm. ChatGPT là trí tuệ nhân tạo được dùng để tìm kiếm. Nếu nó được đưa vào ngành giáo dục, chúng ta phải biết chắt lọc, tham khảo, không lạm dụng. Tôi đề cao trí tuệ, bộ não của con người là vĩnh cửu. Tôi tin thế hệ trẻ phân biệt được điều này, không phụ thuộc vào ChatGPT. Sau phần trả lời về hoàn cảnh gia đình, Minh Kiên có màn tái ngộ xúc động với mẹ trên sân khấu. Trước đó ở hậu trường, mẹ của Á hậu 2 liên tục lấy tay lau nước mắt khi tiến về chúc mừng con gái. Hình ảnh mẹ con xúc động ôm nhau được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội. Mẹ của Huỳnh Minh Kiên, bà Nguyễn Thị Yến 50 tuổi cho biết, Minh Kiên đã đăng ký dự thi Hoa hậu mà không cho gia đình biết. Đến khi con vào chung khảo, bà mới hay tin và cũng từng lo lắng đấu trường nhan sắc có thể ảnh hưởng việc học của con. Đến khi con gặt hái thành công, bà vỡ hòa hạnh phúc và ví von mình mừng hơn cả trúng số.